cái thông tin rất là thú vị về những người đàn về đàn ông, nhưng mà thật sự là Lê Thái nghĩ rằng có những cái mà cái bí mật và những cái mà nó nhỉnh hơn trong cuộc sống mà những người đàn ông người ta có, nhưng mà em nghĩ rằng là rất là nhiều người người ta vẫn không biết. Cái vấn đề mà thú vị đầu tiên mà có ở người đàn ông, thưa quý vị, mà tạo hóa tạo ra giữa người đàn ông và người phụ nữ, thì đầu tiên á là quý vị chỉ nghĩ là chỉ có phụ nữ mới có tuyến sữa đúng không? Yeah, mới có thể mà có sữa đúng không? Nhưng thật sự là không, thưa quý vị, đàn ông cũng có thể tiết ra sữa đâu quý vị. Và ở nam giới, cái vú được hình thành giống như hệt phụ nữ và có khoang chứa tế bào tiết ra sữa, nhưng cái chất mà prolactin hay là cái hóc môn nó liên quan đến khả năng tiết sữa ở nam giới nó thấp hơn của phụ nữ. Do đó thì khi mà phụ nữ người ta không mang thai, người ta cũng có gấp đôi cái lượng prolactin ở trong cơ thể so với nam giới. Tuy nhiên thì cái nồng độ hóc môn này mà nếu như mà nó tăng lên ở nam giới vì nhiều cái lý do khác nhau, ví dụ giống như là khi mà nam giới bị gan tổn thương thì nó đều có cái nguy cơ khiến cho đàn ông bị tiết ra sữa, thưa quý vị. Và cái điều thú vị thứ hai Lê Thái gửi đến quý vị đó là cái trái tim của đàn ông lớn hơn của phụ nữ. Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Queen Mary London và phối hợp với Đại học Barcelona và Đại học Southampton sử dụng những cái cách mới để người ta xem xét cấu trúc tim của 667 người khỏe mạnh, trong đó thì bao gồm 309 nam giới và 358 phụ nữ. Các nhà nghiên cứu này người ta phát hiện ra là diện tích bề mặt trái tim của nam giới thường là lớn hơn của phụ nữ và bất kể mà kích thước tổng thể của cơ thể. Ngoài ra thì buồng tim của đàn ông cũng lớn hơn của phụ nữ, không chỉ những kích thước tim của phụ nữ là bơm nhanh hơn, trong khi đó thì tim của nam giới bơm với tốc độ chậm nhưng lại nhiều máu hơn của phụ nữ. Cái thú vị thứ ba đó là đàn ông già hơn phụ nữ, chậm già hơn phụ nữ, thưa quý vị. Nếu mà loại trừ những cái chất dinh dưỡng hay lối sống hay là yếu tố di truyền á, thì có rất là nhiều lý do nó khiến cho cái sự lão hóa ở nam giới nó khác với phụ nữ hoàn toàn. Và cái điều này được chứng minh bao gồm cái chất mà estrogen ở trong người phụ nữ, thưa quý vị, nó giảm thiểu sau tuổi 50, nhưng mà cái lượng testosterone ở nam giới thường là nó không có bị ảnh hưởng bởi vì quá trình mà sinh nở này nọ của phụ nữ, thì đàn ông người ta không có sinh nở. Riêng cái của đàn ông thì cái chất mà testosterone nó duy trì theo năm tháng, do vậy thì đàn ông thường có cái da nó dày hơn 25% so với phụ nữ, vì vậy cho nên nó sản sinh ra nhiều cái collagen và cái chất elastin nhiều hơn, và hai cái thành phần này giúp cho đàn ông trẻ hơn phụ nữ và người ta lâu dài hơn phụ nữ. Cái thú vị thứ ba, thứ tư, thưa quý vị, là đàn ông cũng ngủ ngáy hơn phụ nữ, và cái thú vị thứ năm là vị giác đàn ông không nhạy bằng phụ nữ. Cái thú vị thứ sáu là xương đàn ông không chắc khỏe hơn xương phụ nữ. Đó là những cái thú vị mà chúng ta thấy rằng chỉ có mà tất cả các nhà nghiên cứu cũng như là bác sĩ hay là những nhà khoa học người ta tìm hiểu, người ta nghiên cứu thì mới phát hiện ra những điều đó thôi.